Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Hiển quay trở lại chỗ công trình nhà của chú Hồng. Thứ nhất là mình sẽ xem coi nhà của chú xây tới đâu. Với lại hôm nay thì thợ cũng đang khoan cây nước ở phía sau. Chút nữa Hiển dẫn cô chú anh chị ra sau xem. Và cái về và cái phần điện thì hôm bữa Hiển thông báo đó, thì ngày hôm nay người ta cũng đã lắp rồi, vô điện xong rồi luôn cô chú anh chị. Dạ. Và cái chi phí mà mình làm điện thì như hôm bữa Hiển có nói đó, mặc dù là kế bên người ta có nhà có điện rồi, nhưng mà do là ở bên điện lực người ta nói dây điện nhỏ, cho nên là khi mà làm vô điện cho chú thì phải vô câu lại từ cái đường điện chính ở ngoài luôn, cho nên câu kéo vọt tới đây thì cái đường đoạn đường nó rất là xa. Thì kéo tới đây thì họ cũng bên điện lực người ta báo làm tổng cộng là 4.500.000 đồng của chú anh chị. Thì phần này Yến cũng sẽ chích trong cái phần tiền xây nhà của chú ra để mình làm. Và hôm nay thì họ đang khoan cây nước ở sau, thì như hôm bữa Yến cũng có thông báo cây nước là được cô Kiều Lê ở bên Mỹ, cô giúp đỡ cho gia đình của chú Hồng làm cây nước giá 6.300.000 đồng. Và Yến xin thay mặt cho gia đình của chú Hồng xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của chú, vừa có nhà vừa có điện có nước nữa. Dạ bây giờ mình vào trong mình xem nha cô chú anh chị. Nhà bữa nay thì tô cũng gần xong rồi, Hiển cũng dự to tính là chắc cũng tầm một tuần nữa là có thể bàn giao. Mấy hôm nay là bữa mưa bữa nắng hoài á cô chú anh chị. Dạ đây ở phía trước rồi cô chú anh chị thấy là chú Hồng bữa giờ hay lắm, đi xin được đất của người ta để đắp được nguyên cái nền sân ở ngoài luôn. Đây cô chú anh chị thấy cái nền ruộng của mình ở dưới nó thấp, nhưng mà nền nhà của chú đã đắp lên, nền ở ngoài sân chú đã đắp lên được như vậy đó cô chú anh chị. Dạ xin được rất là nhiều đất để đắp vô. Còn đường điện đó, đây cái đường điện thì ở bên kia sông người ta câu qua tới bên đây cô chú anh chị, câu từ bên kia sông câu qua đây, bây giờ là câu vô tới nhà rồi. Quy định thì đồng hồ điện là mình không có được đem qua đây, mình phải để ở ngoài cái cột điện, cho nên đồng hồ điện không có được đem vô đây, đó là quy định bây giờ đó. Cái điện cầu vô tới đây đây cô chú anh chị, điện này là của đường dây của nhà điện nhà nước người ta lắp luôn chứ không phải là mình tự lắp nha cô chú anh chị. Cái phần điện này là nhà nước lắp tới nhà, rồi phần ở trong nhà thì mình mới lắp bóng đèn đồ này nọ đó thì mình lắp nha. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để mình xem nha. Đây cô chú anh chị nhìn sơ sơ thấy cái mặt tiền của mình cũng đang tô rồi đó, tô cũng gần xong, cửa cũng lắp rồi nha. Khoảng tầm một tuần là mình sẽ có nhà mới để dọn vô thôi. Đây chú Hồng làm lại cái nền, mới xin được đất nè, lắp cái nền của chú rất là cao. Đây bên nền ruộng thì cô chú anh chị thấp lắm. Nhà của chú hồi lúc trước chưa xây thì cô chú anh chị nhớ miếng đất không, là thấp hơn cái nền ruộng này nữa đó. Thì bây giờ là đã đắp được rất là nhiều đất lên, để cho nên cái nền này bây giờ hiện tại ở ngoài đây đã rất là cao. Và đây nhà của mình cũng vậy, cũng cao đó, cô chú anh chị thấy cao tới vậy luôn. Bữa Yên có nói đó, cái nền này nâng lên tới 6 tấc lận, là từ múc qua dưới đó mà nâng lên được tới cao tới như vậy đó, cô chú anh chị thấy là rất là cao nha. Tại do chú mới lắp ở đây đó, nhiều cho nên mình nhìn này mình thét, chứ thật ra là đã cao hơn rất là nhiều. Cái bữa hôm bữa làm nền đó Yên cũng có vô quay cho cô chú anh chị xem đó. Mình coi lại video đó mình sẽ thấy là cái nền rất là cao nha. Nền này là đảm bảo là vô cái mùa mà người ta bơm nước vô trồng lúa là hết sợ ngập rồi đó của chú anh chị nha. Chú Hồng bây giờ đã rất là cao rồi nha. Thì mặt tiền của mình thì cũng tô và gắn cửa rồi nè đó cô chú anh chị. Nền này cực cao chắc chắn luôn rồi đó, yên tâm rồi. Bây giờ mình vào bên trong nha cô chú anh chị. Nhà thì mình xây cái kiểu là nhà ống xeo kiểu chiều dài. Dạ đây cái đường điện của nhà nước nè. Cái này là cái CB của nhà nước lắp luôn, không phải là của mình lắp nữa. Đây CB của nhà nước lắp. Thì hiện tại là mình câu tạm đỡ để họ có điện để xây nhà thôi. Cho nên mình chưa có làm cái đường điện được. Đợi xong hết giờ mình bắt đầu mình làm đường điện cho gia đình, là bao gồm bóng đèn này nọ công tắc rồi đó. Dạ. Đó đây phòng khách nè. Nên là mình cũng đã vô cát rồi, bây giờ là xong ngày hôm nay thợ tô tường cho hoàn thiện hết thì bắt đầu là sẽ lót cái nền, lót nền luôn rồi bắt đầu mình sơn. Dạ sơn rồi vệ sinh rồi mình sẽ chăm chút lại nhìn một chút xíu nữa để mình mới hoàn thiện được. Đó, đây là phòng khách đi cô chú anh chị, thấy phòng khách của mình cũng rất là rộng rãi nè, phòng khách rộng rãi thoải mái lắm. Dạ nhà này thì bữa Yên cũng có nói đó, chiều ngang của mình là 4m, chiều dài là 11m đó cô chú anh chị. Đây về phòng ngủ thì bên đây mới gắn cửa cho nên là bây giờ mình chưa có mở được cửa, bây giờ là đang đợi cho nó cố định để nó khô. Dạ giờ thì chưa có mở cửa rồi, không có mở được. Nhưng mà ở đây mình cũng có hai phòng ngủ, đây một phòng, dạ với đây một phòng, hai phòng ngủ luôn.
Và ở đây ngay đường đi mình có làm một cái cửa sổ để cho nó thoáng cái đường đi của chú anh chị, thoáng vừa lấy ánh sáng vừa lấy gió rồi luôn, cho nó mát nha. Ngay cái đây lối đi thì cô chú anh chị thấy cũng rộng rãi, và lối đi mình cũng rộng rãi chứ không có chật ha, và thoải mái luôn. Rồi bây giờ mình đi ra sau nha cô chú anh chị. Tường thì bây giờ đang tô cho nên có chỗ tô rồi, tôi chỗ chưa tô nha. Cái này là cái cửa sau của mình nè, cái cửa sau mở ra đây. Thì hôm bữa nó nói đó, đáng lý là cửa sau sẽ mở ra đây, nhưng mà do bên đây là cặp ruộng của người ta mở ra không đi được, cho nên là mình mở để cửa sổ sau ở đây. Do sau là đang khoan cây nước nó hơi ồn á, mong cô chú anh chị thông cảm. Dạ. Ở đây là nhà vệ sinh của mình nè cô chú anh chị. Họ ở đây người ta cũng đang tô tô nhà vệ sinh. Dạ, họ đang tô nhà vệ sinh. Đây, họ đang làm. Dạ. Cố gắng hy vọng là trong ngày hôm nay là nắng luôn để mình ngày hôm nay nếu mà nắng luôn á là mình sẽ tô xong hoàn thiện cái khâu mà tô tường đó cô chú anh chị. Ở đây mình có cái cửa sổ nè. Rồi ở đây mình sẽ làm cái bếp. Dạ, cái bếp thì ở đây mình đã có cái bức tường mình ngăn lại rồi đó, cái bức tường rất là lớn ngăn lại rồi, cho nên ở đây mình làm cái phần bếp cho nó thoải mái. Dạ, phần bếp ở đây thì cái phản này thì nó cũng hơi nhỏ cho nên là Yến sẽ bắt nồi cơm điện để riêng chứ không để trên cái bếp này luôn. Dạ. Dạ, cái đây là cái cửa nhà vệ sinh. Nếu mà cái cửa sau của mình á mà mở được ở bên đây á thì ở chỗ này của mình cái bếp sẽ kéo dài ra hết luôn, nhưng mà do cái cửa sau không mở được bên đây, mở bên đây cho nên cái bếp của mình nó hơi ngắn như vậy, thì Yến sẽ kêu họ làm cho nó dài ra chút, dài vào đây chút để cho nó rộng chút. Dạ. Đây cái cửa sổ của mình ngay bếp nè, cho nó thoáng cái phần bếp của mình. Ở trong nhà vệ sinh thì Yến cũng sẽ làm cái lỗ thoát hơi để cho nó thoát hơi ra ngoài. Dạ. Rồi bên đây là họ đang khoan cây nước ở sau. Dạ. Họ đang khoan cây nước ở sau của quý vị. Đang khoan. Để đây họ đang khoan cây nước của quý vị. Khoan hồi sáng giờ cũng một tiếng mấy rồi đó, khoan 1 tiếng rưỡi rồi đó mà chưa có xong nữa. Dạ, tại vì ở đây mình khoan cũng hơi sâu á cô chú anh chị. Đợi họ khoan xong mà hôm nay thì chắc Mỹ chưa có coi thử cho cô chú anh chị được. Tại hôm nay mới khoan xong thì nó còn đất đá quá, với lại điện dây đồ câu chưa có xong. Đợi hoàn thiện rồi Yến sẽ mở nước luôn cho cô chú anh chị xem. Thì ngày hôm nay là người ta cũng khoan xong. Khoan xong điện thì cũng câu rồi luôn rồi đó, cũng đỡ rồi đó. Chỉ còn điện ở trong nhà nữa thôi. Giờ hiện tại làm thì để đỡ điện vậy rồi. Cái lúc mà xong thì mình sẽ câu điện đàng hoàng cho gia đình. Tường hôm nay cũng được mấy bức tường là tô rồi, cũng có vài chỗ thì chưa có tô được cô chú anh chị. Dạ. Chú Hồng. Dạ. Yeah, bữa nay con lại con coi thấy nhà cũng tô gần xong rồi ha. Yeah. Bữa nay chú thấy nhà đẹp không chú? Đẹp. Dạ. Nhà vui vẻ lắm. Đẹp lắm. Mừng ha chú ha. Mừng lắm. Dạ. Bữa nay con thấy nhà cũng lên hình đồ là cũng cứng cáp rồi ha chú ha. Bữa mới ở rồi cũng không có sợ ngập nữa, cái đúng nền rồi. Nó cũng cao cái háo. Dạ, rồi. Dạ. Ha. Dạ. Rồi bữa giờ điện thì bây giờ cũng đã vô rồi. Dạ. Thì bên điện lực người ta có báo số tiền là bao nhiêu chú? Dạ 4.50.000 mà người ta bớt cho 50 còn 4.50.000. 4.50.000 người ta bớt 50 còn 4.50.000 ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì cái phần này cũng là bên Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mình để vô điện ha chú ha. Dạ. Thì đây con xin thay mặt Mạnh Thường Quân cho chú 4.50.000. Cái này cũng trong cái phần tiền xây nhà của mình á. Dạ. Ha, để cho chú đóng cho tiền điện, trả tiền điện lực cho người ta ha. Dạ. Dạ. Rồi cho xin cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em rất là cảm ơn. Dạ. Dạ, không biết nói gì hơn. Dạ. 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 Chúc Mạnh Thường Quân bằng ăn vui vẻ phát tài phát đạt. Dạ. Dạ. Với chúc cô rồi thượng độ bình an đi nơi này đi kia cho vui vẻ vui nọ. Dạ, con cảm ơn chú ha. Dạ. Với lại bữa nay chú có thấy mình có thêm cái gì không? Dạ không đủ đầy đủ đủ điều kiện hết rồi. Ở sau mình đang khoan cây nước đó chú nha. Có dạ. Khoan cây nước. Khoan cây nước đó là của cô Kiều Lê ở Mỹ giúp đỡ cho mình, và cây nước này là 6.300.000 đồng ha cô chú ha. Cho dạ. Xin chúc cô Kiều Lô mạnh giỏi giúp đỡ cho em được cái cây nước này, em cũng rất là mừng, rất dạ. Là vui. Dạ, dạ dạ của cô Kiều Lê ở Mỹ giúp cho mình. Dạ. Dạ, thì bây giờ thì con có nghe họ nói thì chắc tầm khoảng 1 tuần nữa thì mình sẽ có nhà mới để gia đình mình dọn vô ở ha chú ha. Rồi chờ thêm tuần nữa là nhà mình ở nhà mới cho nó thoải mái, rồi mai mốt là ở đây là yên ổn luôn. Dạ. Không có sợ bị đuổi nữa. Tại họ... Đây là em xin nói trước, người ta thông báo tới chính tay người ta đuổi lộ rồi. Dạ. Cô
cô cũng giúp cho em được một cái căn nhà che nắng che mưa. Yeah. Em rất là cũng mừng vui vẻ không biết nói gì hơn. Yeah. Rồi chúc cho cô được vui vẻ. Yeah. Mà ngăn người phát đạt đi giúp cho anh ta người khác. Dạ, con em cảm ơn rất chú. Là giữ gìn sức khỏe, nhà cửa cho sạch sẽ đẹp đẽ. Dạ, thì nói chung cái này là của Mạnh Thường Quân, các cô chú, rất nhiều cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mình nhé, không phải là con giúp. Dạ. Cái này con chỉ thay mặt Mạnh Thường Quân đến trao giúp thôi. Dạ, dạ. Nghe nói chú nói là chính tại này là người ta lấy cái nhà lại hả chú hả? Đuổi mặt bằng. Đuổi mặt bằng hết. Dạ, cái này coi như là còn tầm khoảng 20 ngày nữa thôi. Dạ. Là người ta đuổi mặt bằng rồi. Cũng may là ở đây là sẽ kịp. Bảo đảm kịp trước cái ngày người ta đuổi để mà mình dọn đi dù mình không kịp mình cũng từ từ mình xin nắng nắng một vài hôm cũng được nên nhẫn cho. Dạ, không sao đâu, nhà này cỡ từng lễ nữa là mình xong rồi ha chú ha. Dạ, rồi yên tâm rồi. Bây giờ Mạnh Thường Quân vừa giúp điện vừa giúp nước vừa giúp có nhà luôn, nhà yên ổn luôn để không có sợ đuổi tới đuổi lui nữa. Nhà bây giờ là mai mốt thì nói chung là hy vọng là gia đình mình cũng mạnh khỏe rồi cố gắng mình lo cho gia đình ha chú ha. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình đã xem qua nhà của chú Hồng. Ngày hôm nay là Yến thấy là nhà đã làm được khoảng 80% rồi. Còn có lót gạch, sơn tường với lại mình ô những cái chỗ chưa tô mình hoàn thiện rồi giảm giá thêm nữa là mình sẽ hoàn thiện. Thì họ cũng có báo cho Yến thì chắc cũng trong vòng khoảng tuần sau là mình có nhà mới để bàn giao rồi. Thì điện cũng có rồi, nước thì hôm nay là cũng sẽ khoan xong thôi. Thì gia đình cũng rất là mừng, rất là cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân, cái nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình rất là nhiều. Thì nghe chú nói là chính tay này là người ta bắt đầu giải tỏa đuổi đường. Thì nếu mà cô chú Mạnh Thường Quân không giúp thì coi như là gia đình sẽ không có nhà để ở luôn sắp tới này. Và bây giờ rất là kịp thời để cho gia đình có nhà ở luôn. Và rất là cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân rất nhiều. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.